Chào các bạn, mình là Tuấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chèn hình ảnh vào một cái bức hình. Đầu tiên, các bạn tải phần mềm là Photoshop về. Các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn vào chữ Yes. Đợi nó loáng nha các bạn. Đây, khi mới vào á thì ở đây các bạn sẽ kiếm một cái hình đại diện của các bạn trước để mình. Các bạn bấm vô chữ file, làm lại. Các bạn bấm vô chữ file, các bạn thấy chữ open, các bạn bấm vô nè. Rồi các bạn kiếm hình nào đẹp. Rồi giờ các bạn kiếm cái hình nào phù hợp với các bạn thì các bạn kiếm nha. Để mình kiếm một cái hình của mình đó. Để một chút. Mình nhớ là ở đây mình có lưu lại một tấm hình. Đây đây đây. Các bạn chọn tấm hình xong các bạn bấm open nha. Các bạn bấm ok. Đây. Khi các bạn mở xong á, các bạn nhấn Ctrl cộng là phóng to nha các bạn. Còn bấm Ctrl trừ là nhỏ lại. Tiếp theo mình sẽ kiếm một cái hình đại diện hiện trong để mình cắt xong cái này mình ghép cái hình mình vô các bạn. Bây giờ để mình lên Google bấm thử hình để mình coi nên đổi hình nền nào. Mình chọn hình nền này nha các bạn. Các bạn ok. Các bạn mở. Tiếp theo các bạn vào lại Photoshop. Các bạn bấm file, các bạn bấm open. Rồi các bạn kiếm lại cái hình lúc nãy. Để mình kiếm ở đây nha các bạn. Đợi mình chút nha các bạn. Trở lại với chỗ này thì trước để tìm được nhanh á, thì các bạn bấm vô cái chỗ dấu mũi tên ở chữ file name nha các bạn. Các bạn bấm vô, mình đã thấy cái chỗ này là hình nền chèn. Các bạn bấm click vô và các bạn bấm open. Đây. Cái hình này các bạn quay lại cái hình của mình. Đây, ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt hình nha. Khi cắt hình là các bạn phải để khoan. Để một chút. Các bạn nhấn chữ dấu cắt với lại nhấn chuột trái là di chuyển được màn hình nha. Khi cắt màn hình á thì các bạn nhớ phóng to hình lên cho dễ cắt. Các bạn bấm vô phần ở đây nha các bạn. Các bạn bấm vô đây. Nhưng mình đã bấm rồi. Mình bấm sau. Giờ nó ra những. Giờ nó chạy đi chạy lại luôn nè các bạn. Bây giờ thì các bạn nhấn chuột vô. Giờ các bạn
làm thôi. Nhưng mấy cái chỗ này thì các bạn phải làm chậm nha. Còn mấy cái chỗ nào mà dài dài á thì các bạn làm nhanh cũng được, nhưng mà phải khéo léo. Các bạn để con chuột xuống đây là chạy tự động nha các bạn. Các bạn nếu như đang cắt đó, các bạn không nhìn thấy được thì các bạn giảm hình lại xem các bạn đã cắt tới đâu rồi nha. Đây mình đã cắt tới lỗ tai, bây giờ mình sẽ cắt tiếp. Đây mình phóng bự ra cho nó dễ nhìn nha các bạn. Nếu như các bạn có cái hình nào khó làm thì các bạn hãy làm từ từ nha. Chứ cái hình này là mình chụp sau Tết á. Để mình phóng to hình lên cho dễ làm. Để mình chút. Ở đây mình đã cắt vô trong rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra ngoài chút. Nhưng các bạn khi cắt thì các bạn phải tỉ mỉ nha. Khi các bạn cắt ốc mà nhanh quá mà có mấy cái chỗ hở này là người ta sẽ tin đó là cái hình các bạn cắt. Các bạn hãy cắt cho chậm lại. Giờ các bạn phải thật sự khéo léo. Mình cắt không được khéo cho lắm nên mong các bạn thông cảm nha. Nếu ở đây các bạn nào thích cắt hết thì các bạn cắt hết, chứ các bạn nào không thích thì các bạn cắt trường chút nha các bạn. Mình cắt tới đây thôi. Thì mình ngang qua nè. Đây bây giờ cái chỗ này thì mình làm nhanh được. Xong rồi nha. Khi cắt là các bạn phải cắt cho nó vô cái phần này nha. Các bạn phải cắt vô cái phần hình nha các bạn. Còn mình thì không thiếu lắm. Mình cắt hơi bị lỡ chút.
tròn là các bạn phải nhấp từ từ nha các bạn. Khi gấp tới đây thì khi nào các bạn không thấy cái chỗ bắt đầu thì các bạn cũng to lên để thấy nha. Đây chỗ này khi nào cắt xong thì nó sẽ hiện ra mấy cái dòng này nha, nghĩa là các bạn đã cắt xong rồi đó. Đây bây giờ thì khi nào cắt xong các bạn bấm vô cái phần edit, các bạn bấm copy để copy cái hình này dán qua cái chỗ này nha các bạn. Bây giờ thì khi vô cái phần này các bạn bấm edit tiếp, các bạn bấm chữ bass đây. Bây giờ thì các bạn thu nhỏ lại được quan đợi một chút. Mình trở lại rồi. Khi các bạn muốn thu nhỏ cái hình này lại thì các bạn bấm Ctrl T nha. Rồi các bạn bấm giữ Shift với Alt để cho cái hình nó không bị méo á. Bây giờ thì mình sẽ gấp lại. Đây, khi nào các bạn xong các bạn bấm Enter. Thì các bạn có thể di chuyển được tất cả chỗ nào rồi đó các bạn. Mình sẽ di chuyển ở đây ha. Bây giờ thì khi muốn gõ tên á thì các bạn thấy ở dưới đây có hình chữ T. Rồi giờ các bạn gõ. Đợi một chút. Cái chữ hơi nhỏ để mình chỉnh lại. Chỉnh cỡ 30 là vừa. Mình chỉnh mà chút. Ở đây là các bạn không biết dấu được nha các bạn. Chút. 10 5 mới xong. Khi làm xong mà các bạn đã thấy hoàn chỉnh thì các bạn bấm vô cái chữ file, các bạn xuống các bạn thấy chữ save các bạn nhấn vô, các bạn đổi tên thành ví dụ như là mình bấm là Tuấn đi đó ví dụ vậy. Rồi các bạn bấm chữ save, các bạn bấm ok nha. Khi nào hết rồi á thì khi nào save xong rồi các bạn bấm vô chữ file tiếp, các bạn bấm save as. Rồi ở đây á thì các bạn lùi xuống các bạn chọn cho mình là png là png nha, phải có cái này mới được. Các bạn click vô và các bạn bấm chữ save, các bạn bấm ok. Ok bây giờ thì cái hình này nó cũng đã làm xong rồi các bạn. Ví dụ nha, ví dụ mình vô Zalo mình gửi cái hình đó vô, mình bấm đây, các bạn bấm vô là xong rồi các bạn. Đây đúng luôn. Vậy video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Các bạn hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất được kênh của mình nha. Giờ mình sẽ kết video tại đây. Tạm biệt các bạn.